Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm và sáng nay, đoàn đã dâng hoa tưởng niệm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc luôn phát triển thực chất, toàn diện và hiện đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Hai bên duy trì quan hệ trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, giao lưu cấp cao được duy trì thường xuyên. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh này, chuyến thăm tiếp tục được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt thông qua kênh ngoại giao nghị viện. Thưa quý vị, theo tin chúng tôi vừa thực hiện vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng phu nhân đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã tiến hành hội đàm, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng hiệu quả và thực chất, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, phu nhân và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là một trong các lãnh đạo cấp cao nhất của Hàn Quốc thăm Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm là cơ hội để hai bên phát huy vai trò hai nghị viện là một trong những trụ cột tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược hai nước, mở đầu cho 30 năm tiếp theo tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam ngay trong những ngày đầu tiên của giai đoạn 30 năm hợp tác tiếp theo giữa hai nước. Chúc mừng Việt Nam đã tiếp tục có sự tăng trưởng vững chắc với GDP đạt 8,02% trong năm 2022, năm gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Đáng chú ý, hiện nay có hơn 60.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc cùng hơn 80.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc sinh sống tại quốc gia này. Có thể nói, hai nước có mối quan hệ bạn bè và mối quan hệ thông gia rất tốt đẹp. Để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương, quốc tế và khu vực. Củng cố tin cậy về chính trị ngoại giao là nền tảng để tiếp tục củng cố tăng cường trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác, kể cả đối ngoại đảng, ngoại giao nghị viện, chính phủ cũng như ngoại giao nhân dân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh quốc phòng, đánh giá cao việc hai bên duy trì tốt các cơ chế đối ngoại về an ninh quốc phòng hiện có. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ thúc đẩy hai bên sớm triển khai hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước. Cảm ơn Hàn Quốc đã chuyển giao tàu hải quân thứ 3 cho Việt Nam. Mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ thêm tàu hải quân giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2022-2026. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la vào năm 2023 và 150 tỷ đô la vào năm 2030, theo hướng bền vững, cân bằng hơn trên cơ sở khai thác tốt những hiệp định thương mại song phương và đa phương hiện có. Nhất trí trong điều kiện chuỗi cung ứng, đầu tư thương mại có dấu hiệu khó khăn đứt gãy thì cần tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng hiện có, nghiên cứu, mở rộng chuỗi cung ứng mới. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc thực sự trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn, nghiêm túc bàn bạc về chuỗi cung ứng mới với sản phẩm chủ lực của hai nước. Hợp tác trong chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng một cách công bằng để hiện thực hóa cam kết của mỗi nước tại COP26, coi đây là hình mẫu trong hợp tác về chuyển đổi số. Về chuyển đổi năng lượng, hai nhà lãnh đạo cơ bản nhất trí tiếp tục gia tăng năng lượng nền cơ bản, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi cũng như tính công bằng trong chuyển đổi năng lượng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết khuyến khích các tổ chức tài chính Hàn Quốc tham gia hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém của Việt Nam, đề nghị Hàn Quốc nghiêm túc xem xét tháo gỡ vướng mắc các điều kiện ràng buộc về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa đối với khoản vay ODA lên tới 16 tỷ đô la để Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận. Đề nghị Hàn Quốc mở rộng các ngành nghề mới để tăng tiếp nhận lao động Việt Nam như lao động kỳ nghỉ, lao động kỹ năng lành nghề, điều dưỡng, kỹ sư công nghệ thông tin, đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.
chuẩn bị tốt để ký gia hạn bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc, dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm 2023 và sớm triển khai hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án đường sắt số 3 như kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Quốc hội Việt Nam sẽ quan tâm giám sát, thúc đẩy hợp tác các dự án hợp tác giữa hai chính phủ. Minh chứng là hai nước đã triển khai và khánh thành trung tâm nghiên cứu phát triển RMD của tập đoàn Samsung tại Hà Nội, là biểu tượng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới và sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Hàn Quốc trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm. Cảm ơn Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 vào năm 2025. Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để thực hiện thành công vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 2021-2024, hoan nghênh Hàn Quốc tăng vốn quỹ hợp tác giữa ASEAN-Hàn Quốc và Mekong-Hàn Quốc lên gấp đôi. Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội đồng tình tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, xem xét bổ sung và ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai nước phù hợp với nội hàm quan hệ đối tác chiến lược hai nước, nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm bằng nhiều hình thức khác nhau trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thúc đẩy giám sát thỏa thuận hai chính phủ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.